Công ty kỹ nghệ Kim Long kính chào quý khách. Thương Hàng Luận, Thái Dương Kinh. Điều 7. Bình hữu phát nhiệt, cố hàng giả, phát ư dương giả, du nhiệt cố hàng giả phát ư âm giả, phát ư dương giả thất nhật vũ, phát ư âm giả, lục nhất vũ, dị dương số thất, âm số lục cố giả, bệnh. Có chứng phát nhiệt rồi mới kết lạnh là phát ra ở dương, không phát nhiệt mà kết lạnh là phát ra ở âm 6 ngày lạnh, phát ra ở dương 7 ngày lạnh, bởi vì số dương 7 mà số âm 6 dậy. Điều 8. Thái dương bệnh đầu thống chỉ thất nhật dị thường từ vũ giả, hành kỳ kinh tần cố giả, nhật dục tác tái kinh giả, châm túc dương minh sự kinh bất truyền tắc vũ. Bệnh ở thái dương đầu nhất, đến 7 ngày trở lên sẽ tự khỏi, vì dẫn qua bản kinh của nó đã hết rồi. Nếu chưa khỏi lại muốn truyền kinh lần nữa, nên châm kinh túc dương minh dị, tức là châm huyệt túc tam lý, giữa đầu gối ba tấc. Ngồi ngay co đầu gối, ngón tay úp xuống xương ống, tại đầu ngón tay giữa là đúng huyệt, châm 3-7 phân, khiến cho không truyền kinh được nữa, thì khỏi. Điều 9. Thái dương bệnh dục giải thời tổng tỷ chí mùi thượng. Bệnh ở thái dương khi muốn giải từ giờ tỵ đến giờ mùi. Điều 10. Phong gia biểu giải nhi bất liễu liễu giả, như thập nhị nhật vũ. Người trúng phong biểu đã giải, nhưng chưa được thật khoan khoái, chờ đến 12 ngày sẽ khỏi. Điều 11. Bệnh nhân thân đại nhiệt, phản dục đắc cận y giả, nhiệt tại bì phu, hàng tại cốt tủy giả. Người bệnh cơ thể rất nóng mà lại muốn được mặc áo, đó là nhiệt ở bì phu mà hàng ở xương tủy dậy. Công ty kỹ nghệ Kim Long, kính chào và hẹn gặp lại.